Ngày 26 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Chí Thành 44 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và Huỳnh Tiến Đạt, 18 tuổi, con trai ông Thành để điều tra hành vi chém chết một nam thanh niên. Theo điều tra ban đầu, giữa bạn gái của Đạt và bạn gái của Nguyễn Phúc Huy, 21 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội. Nên khoảng 20 giờ ngày 25 tháng 8, Đạt nhậu say và nhắn tin rủ Huy gặp mặt chém tay đôi. Huy đồng ý. Khoảng 15 phút, Huy mang theo một con dao bấm, điều khiển xe gắn máy đến nhà Đạt, hai bên xảy ra cự cãi, thách thức đâm chém nhau. Ông Thành cha ruột Đạt từ trên lầu đi xuống. Đạt chạy vào trong nhà lấy hai cây dao tự chế ra đánh nhau với Huy. Huy dùng dao bấm đâm cha con Đạt gây thương tích nhưng cũng bị chém nhiều nhát vào người. Huy bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống lề đường và tử vong tại chỗ. Cha con Đạt được cảnh sát đưa đi cấp cứu, điều trị vết thương.